Chán thế nhở? Tết năm nay chỉ vì không hợp tuổi nên chả được ai mời vào nhà chơi cả. Ê, đi ơi, qua nhà tao chơi không? Ơ, có! Đi luôn! Đang chán thế này. Thế đi thôi, nhanh lên! Ơ, nhưng mà sinh em bao nhiêu nhỉ? 1999, nhưng mà sao? Ui, thế không hợp tuổi mất rồi, thôi để lần khác nhá. Ơ, tại sao? À, hay là tao dẫn mày đến chỗ này nhá. Vừa vui lại còn được quà mang về nữa đấy. Rồi đi thôi. Thế đây là đâu nhỉ? Chỉ là trung tâm Anh Ngữ Nước Hoa, đang có chương trình sống đất đầu năm đấy. Chị, không biết là hôm nay chị có thể hỗ trợ gì cho hai em được không? Chị ơi, em thấy có chương trình là sống đất đầu năm ấy, thì cái chương trình đấy mình triển khai nào? Quà mà mình nhận được khi bốc thăm may mắn ấy, thì như là nồi lẩu này, ấm xôi tóc này, máy sấy tóc này, hay là chảo nướng, mũ bảo hiểm, hoặc là cốc sứ hay là ba lô thương hiệu của Anh Ngữ Nước Hoa. Ồ, để bốc xem nào. Ôi, tôi bốc được học bổng 20% của Anh Ngữ Miss Hoa này. Để tao bốc xem nào, chắc chắn mày hơn luôn. Uầy, về xem phim cơ. Nhưng mà từ một cái, hóa ra lại là hai cái. Uầy, thích thế, tao cũng phải dẫn người yêu đến bốc thăm mới được. Ơ, thế chị ơi, chương trình này kéo dài đến bao lâu thế ạ? Chương trình sông đất đầu năm sẽ kéo dài đến hết 28 tháng 2 em nhé. Ồ. Thế là mày bảo vui à? Ơ, tôi có vui không? Tất nhiên là vui rồi, vui quá ấy chứ. Tao phải gọi thêm mấy đứa bạn nữa để ra đây nhận quà mới được.